Biến chứng mà đi ngoài không phải là cái biến chứng thường gặp và biến chứng phổ biến của những cái bệnh nhân nút mạch. Thế cho nên là trước mắt đấy thì là chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp rất là đơn giản thôi, tức là dùng các cái thuốc để mà hạn chế bớt cái tình trạng tăng cái nhu động của ruột để cho bệnh nhân đỡ bị đi tiêu chảy. Thế tôi nói ví dụ chẳng hạn như là có những cái biện pháp rất là đơn giản đấy là gia đình có thể là xay cái sinh tố ổi đấy, xay ổi thành cái sinh tố uống, thậm chí là cái ổi nó còn xanh. Thế có trước đây ấy, thì là trong trong những cái tình huống khác ví dụ như là diệt hạch rau cảm ấy thì là bệnh nhân thường là đi ỉa chảy sau đó. Thế bởi vì là nó tăng cái nhu động ruột. Thì trong những trường hợp đó ấy, thì là tôi có khuyên bệnh nhân là có thể là dùng các cái thuốc, ví dụ như là trong cái thuốc có morphine ấy, thì nó cũng sẽ giảm được cái nhu động và có thể bệnh nhân đỡ được đi ngoài. Nhưng mà rất là đơn giản là chúng ta kiếm một ít các cái chế phẩm mà chế biến từ ổi, ví dụ như là búp ổi chúng ta xay ra hoặc là ổi chúng ta xay ra là cũng đã giảm được rồi.